Rồi, chào tất cả anh em quay trở lại kênh YouTube Đồ Nghề Nhật Bãi ha. Thì hôm nay mình đi tháo máy ở bên trong cái kho inox đó nè, được ít món đồ inox ha. Thì anh em xem có gì phù hợp thì anh em liên hệ với mình. Thì tất cả những cái món này mình bán thì mình sẽ không có ship code nha anh em. Một số anh em nào mới theo dõi kênh của mình gần đây thì cứ kêu mình ship code. Thì từ xưa giờ mấy năm nay rồi thì mình lúc nào mình cũng nói ở đầu video. Đó thì chịu khó anh em coi kỹ thật kỹ giúp mình và mình cũng không có bao ship luôn nha anh em nha. Đó, mình nhận tiền trước, tiền vào túi mình rồi mình sẽ gửi hàng sau cho anh em. Đó, rồi, anh em nào coi thấy chim mưng thì anh em mua, còn không anh em khó quá anh em cho qua giúp mình để tránh cái công việc, tránh cái việc là mất thời gian của anh em cũng như là mất cái thời gian của mình. Rồi, đầu tiên cái mã số 1 nè. Mã số 1 thì mình sẽ có một cái bộ chân bằng inox nha anh em. Thì tất cả những cái tháo cái này ra thì mình chưa có vệ sinh. Đó, thì anh em nào mà mua về thì anh em chịu khó vệ sinh giúp mình cái. Đó thì đây là cái dàn ốc tháo mình đã để riêng trong bịch của nó rồi. Đó thì cái này là một cái chân máy, cái dàn để anh em có thể bắt chân máy nè. Thứ nhất là anh em có thể bắt theo cái chiều dọc như vậy. Đó là ví dụ như cái chân của anh em á thì có thể bắt đầu này, hoặc là anh em nếu mà cái hông ngang á, thì cái này có thể kẹp hông nha anh em. Đó thì đây thì, cái này nó nặng tới là 1 kg một cái luôn nha anh em, có nghĩa là nó rất là dày, nó cực kỳ dày luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi đo chiều cao của nó. Chiều cao của nó sẽ là 24 nè, cái ống vuông trụ này sẽ là 40 nè nha anh em, ống này là phi 40 và nó rất là dày nha anh em. Đó thì nó sẽ cao là cao 24. Đó thì ở đây nó sẽ có một cái phần ốc này để anh em tăng đơ nè, tăng đơ. Đó, ví dụ như anh em bắt ngang như vậy, đây là cái thành máy hoặc là cái thành thùng của anh em đi, thì anh em có thể tăng đơ cao lên, tại vì đây là nó là cái đánh trượt nha anh em. Đó thì tăng đơ cái khoảng này của nó là khoảng tầm là 4 cm nha anh em, có thể là 4 cm 1 là anh em có thể bắt như vậy. Nếu mà anh em bắt ở dưới á, thì anh em có thể bắt như vậy. Đó thì đây là cái chân chống, nó sẽ chống kiểu này. Còn nếu mà cái thành máy của anh em mà nằm ngang như vậy, có lỗ bắt ốc hoặc là anh em ấy thì nó sẽ treo. Cái này là dạng treo nha anh em, còn cái này sẽ là cái dạng đội. Đó tùy theo anh em muốn bắt cái kiểu nào thôi. Đó thì nguyên bản trong cái máy của nó thì nó đang bắt là cái kiểu treo. Đó là cái ốc của nó ở đây. Rồi thì bộ cái này là 4 chân nha anh em, nó cực kỳ dày luôn, rất là dày. Đó và bằng inox, có nghĩa là anh em nào ở cái khu vực mà môi trường nước biển hoặc là cái khu vực mà nó ẩm ướt á, cái chân máy của anh em á mà anh em hay bị mục quá thì anh em có thể đưa vào anh em thay thế. Đó thì mình bán cái này giá là 700.000. Nè, mình có để nè, mã số 1 nè, nặng tới 4 kg nha anh em. Thì mình có để cái số ký để anh em ước lượng cái inox dày hoặc mỏng, tại vì sao anh em biết không? Tại vì cái đồ inox mà anh em thấy trên thị trường của mình nó rất là mỏng nên là đôi khi anh em không có thể hình dung ra được. Đó nên là đôi khi anh em nhìn qua hình nè, anh em đâu biết nó dày hay mỏng đâu. Anh em phải có cầm trên tay thôi, anh em mới biết là nó chất hay là nó bình thường. Đó, còn mình mô tả rất là rõ ràng cho anh em, cực kỳ dày luôn. Đó, mã số 1 nè, 700.000, 4 cái chân nha anh em. Với bịch ốc này thì mình không nhớ là nó đủ hay thiếu lông đền, tại vì nó có lông đền nữa thì ở đây 2, 4, 6, 8 thì đủ con ốc rồi. Lông đền thì mình chưa kiểm. Rồi, tiếp tục mã số 2. Mã số 2 thì mình có cái cây kìm bấm cót giá 250.000. Thì cây này nè, dành cho những anh em nào mà bữa mua cái cót của mình mà cót 2 tầng á thì anh em dùng cái này anh em bấm nha anh em. Đó, anh em sẽ nhìn thấy 2 tầng không? Một tầng nó là hơi tròn tròn, một tầng này nó là hơi bầu bầu nè anh em thấy không? Đó, hai cái tầng nó sẽ khác nhau nha anh em. Cái này nó sẽ hơi đi ra cái hình vuông một xíu nè. Đó thì cái cót mà mình bán cho anh em để ghim cái rắc cắm á thì cái này là bấm đúng của nó luôn nha anh em. Và cái này nó là của Nhật nè, thì mình bán giá là 250.000 mã số 2. Bấm bình thường không vấn đề gì, chẳng qua là cái thể loại hình thức bên ngoài thì nó không có được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà đúng cái công năng của nó nha anh em. Rồi tiếp tục mã số 3. Mã số 3 thì mình sẽ có một cái đồ kê máy mài, kê đá mài. Đó ví dụ như anh em nào mà anh em hay mài đá, có cái cục đá mài thì anh em có thể đặt lên đây, anh em điều chỉnh cái đá của anh em dài hoặc ngắn, kê lên đây để anh em mài. Nó sẽ là cái đế cao su nó chống trượt nha anh em. Đó ví dụ như anh em kê vậy nè, để kê cục đá anh em mài nó hay bị trượt. Đó thì anh em dùng cái này lên. Đó và nó sẽ có một cái khoảng hở so với cái mặt đất. Đó. Rồi thì cái này mình bán giá là 300.000 mã số 3 nha anh em. Một cái cao su kê cái đá mài dành cho anh em nào mà hay mài dao bằng tay. Rồi tiếp tục mã số 4. Mã số 4 thì mình sẽ có một cái bộ điều khiển thị lực, thì tháo từ trong máy ra, đường vào dầu của nó sẽ là phi 21 nha anh em. Phi 21. Đó. Cái này thì chưa có vệ sinh, nó còn đang dơ luôn, đang dầu này trong này đầy ngắt luôn. Đó thì anh em về anh em kết nối với cái thay dầu nha anh em. Thay dầu là anh em sẽ bơm xả bỏ cái dầu này rồi anh em kết nối dây vào để anh em điều khiển. Đó thì cái bộ này đây, cái bộ này là của Nhật nha anh em, của Napco nha anh em. Đó rồi
Thì cái này nó sẽ vào đường dầu là răng 21 và nó ra là đường dầu răng 17 và răng 13. Đó để anh em điều khiển, ví dụ như anh em bơm cái này kết nối cái này cái kia, cái này nó còn dính theo cái mặt điều khiển của thằng Nhật luôn nha anh em. Đó. Đó thì cái này là ba cần điều khiển nha anh em. Ba cần, cần nào cũng bơm ra ok hết. Đó, anh em chỉ cần gạt thôi. Đó đây, ba cần. À, ba cần nha anh em. Đó, ba cần điều khiển thị lực. Đó. Rất là nặng nha anh em, nó nặng khoảng tầm mười mấy ký á. Thì mình bán cái bộ này là 1.800.000 của Nhật ha, và anh em dùng để kết nối những cái bơm để anh em điều khiển, giống như là điều khiển cẩu trục hoặc là này kia bằng thị lực ha. Mã số cái này là mã số 4 nè, mình bán giá 1.800.000 nha, tại vì toàn bộ cái này là dầu dính dầu không à, nên là mình dán cái băng keo giá lên anh em, nó bị tình trạng là nó rớt nè. Đó thì mã số 5 ha, không phải cái này, không phải mã số 5, mình bán giá là 1.800.000 ha, là cái này nha anh em. Đó, 1.800.000, mình nhắc lại 1.800.000. Đó, nặng khoảng tầm mười mấy ký. Đó, ba bên ba đường dầu nha anh em. Đó, một cái là công tắc tắt mở và một cái điều khiển nè. Đó đây, cái này là cái công tắc tắt mở nha anh em. Đó, ví dụ như anh em gạt tắt cái này thì nó sẽ không điều khiển được. Đây. Đó, nó sẽ có hai khớp nè. Đó, kéo ra nữa, một nè, hai nè. Đó anh em thấy không? Còn cái này là những cái ben nha. Những cái này để anh em ben. Đó đây, ben lên ben xuống nè. Anh em thấy cái đường nó chỉ dẫn ở trên cái mặt điều khiển của nó không? Đó, còn cái này là bật nè, tắt nè, là khi mà anh em gạt lên tắt á, thì anh em bơm cái này không có được, tại vì nó xả cái đường dầu. Còn khi mà anh em lên đây thì anh em mới điều khiển được ha, phải gạt cái này. Đó, nó giống như mấy cái điều khiển mà anh em thứ nhất là trên xe cẩu, thứ hai là trên xe cuốc anh em. Thì cái này là một đường vào và ba hai cần điều khiển nha anh em. Đó đây, còn cái đường này là giống như một cái công tắc khóa vậy đó. Đây, rất là đẹp ha, nặng lắm, nó đẹp keng à, mà mình chưa có vệ sinh anh em, chứ lau chùi ra nè là như mới luôn. Rồi, cái này 1.800.000 nha nè. Rồi, tiếp tục qua mã số 5. Mã số 5 thì mình sẽ có một cái con bơm, con bóp ống bằng thị lực cực kỳ mới luôn. Đó, con này của thằng Benkhan, giá là 3.800.000. Cái này hồi trước cách đây khoảng tầm tháng 2 tháng mình có bán rồi nha nè, rất là đẹp. Thì cái này là đầy đủ đồ luôn. Rồi đây, mình sẽ mở ra cho anh em coi. Thì đây là nguyên một cái hộp nguyên bản của nó nha. Đó, và đây là cái hệ thống thị lực. Đây thì nó sẽ có một cái cây đóng cho anh em. Cái cây đóng này là đóng vào cái ống nha anh em. Đóng vào cái ống trước khi mà anh em bóp. Đó, giống như là mình côn nó ra một xíu á. Đây, hai cây này. Rồi, ở đây nó sẽ có ba cái khử cho anh em. Nè, mình lưu ý cái này là nó sẽ bóp ống từ 21 nè. Ống 21 nha anh em, 27 và 34. Đó, thì nó sẽ quy chuẩn ra bằng cái này. Quy chuẩn ra bằng cái này. Đây là mình lấy cái này lên cho anh em. Nè, ở đây anh em sẽ thấy số 15A đúng không? 15A của bên cái ngành hệ nước á, nó sẽ tương ứng với là 21. 21 ha. Rồi, ở đây là 20A là 27. Đó, và ở đây là 25A, nó sẽ tương ứng với 34, chứ nó ít có để khi là giống mình là mình mua 21 hoặc là 27 không có. Nó sẽ để theo hệ in hoặc là quy chiếu ra cái này. Đó, thì những anh em nào mà biết giờ trước giờ mình bán cái ống nước thì đều biết. Đó, và cái này nó sẽ có một cái cử nữa nha anh em. Cử này để anh em đặt cái ống nước vô đây nè, anh em thấy nó côn không? Đó thì anh em đặt cái ống vào, ví dụ như cái trên cái ống đó nó không có để cái nó không có để số đi. Thì ví dụ như anh em không có biết cái ống đó là để cái gì đúng không? Không biết ống đó là phi bao nhiêu. Đó thì anh em sẽ đặt vào cái này, ví dụ như nó vừa cái này thì đây là ống đây, ống 15A nè. Đó, ví dụ như cái này vừa cái này, còn cái này nó rộng. Đó, ví dụ như mình ví dụ vậy ha anh em. Đó ha, và cái ống của nó nha anh em, nó tính theo cái đường ống chứ không phải tính theo cái đường răng. Đó, thì thường mình bán những cái thiết bị nước của Nhật đó, mình thấy 15 thì nó sẽ tương ứng với khoảng là 21. Đó, ống tròn thì đây là cái đường cái mô hình khi mà nó bóp vào nha anh em. Đây, để mình lấy ra cho anh em coi. Đây, khi mà anh em đặt vào ép nó sẽ ra hình cái lục giác nè. Cái này không phải ép code nha anh em, bóp đường ống để anh em kết nối. Đó, tại vì ở có những cái thiết bị mà bằng cái đường ống á, anh em không thể dùng keo, anh em cũng không thể dùng cái khác để anh em kết nối được, thì chỉ có cái dùng bóp này thôi. Kết nối cái kịch cái là bóp là cứng ngắc luôn, tại vì và anh em không có thể dùng cái hóa chất khác để anh em nối ống được ha. Rồi, tại vì những cái đường ống này nó sẽ vận chuyển nước nóng nữa anh em, nước nóng thì nó rất là phá keo. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho anh em. Cái con này lực ép nó khoảng tầm là 12 tấn nha. Nó hơn anh em nhưng mà mình không nhớ chính xác là bao nhiêu, tại vì hồi trước mình bán mấy bộ là nó có tờ giấy luôn.
đó lâu quá rồi thì mình nhớ mãi mãi nó là tầm 12 tấn, đôi khi nó là 15 tấn á, mình không nhớ chính xác. Và cái con này nó sẽ có cái chế độ ép nhồi. Đây. Con này bóp ống inox nha anh em. Ống inox, ống đồng, ống sắt luôn. Đây, mình sẽ kết nối và mình thử cho anh em. Đó, ví dụ như anh em đây, anh em muốn thay á, anh em lật cái này ra. Đang quay thì có điện thoại thì mình không biết nó bị mất cái khúc nào anh em. Đó thì đây, con này sử dụng là điện 100V nha. Rất là đẹp ha. Thì đây là cái để anh em tháo nè. Anh em mở vặn con ốc này ra bình thường. Mở cái này ra, đó, vặn ra và anh em rút cái này ra ha, thì anh em sẽ thay thế được cái hai cái răng này của nó. Rồi, và thị lực của nó là ép nhồi. Điện là 100V, công suất là 240W, thì anh em mua cái biến áp nhỏ nhỏ là anh em đi công trình này, tại vì cái bộ này nó nặng hơn biến áp rất là nhiều. Nó tương ứng với cái biến áp khoảng tầm là 2 kVA nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho anh em. Đó, thị lực cực kỳ đẹp luôn nha anh em, không có hiện tượng rò rỉ hoặc là gì hết. Đây, rất là đẹp. Rồi, mình sẽ lên ống cho anh em. Anh em sẽ thấy nó sẽ có cái cơ chế ép nhồi là khi đang quay có điện thoại miết anh em. Để mình thử lại cho anh em nha. Mình tại vì mình không nhớ nó bị ngưng ở khúc nào anh em ơi. Rồi đây. Đó. Đây thì mình sẽ bóp nó lên nè. Thì nó sẽ cái cơ chế ép nhồi anh em nhìn là mình xả ra nè, thì khi mà một số cái dòng khác á nó ép nó đụng đây, nó sẽ trả về. Xong nó sẽ lên lại, còn con này là không, nó giật lại xong rồi nó bơm liên tục luôn nha anh em. Đây, bóp lên cho anh em nè. Rồi. Bấm xả nè, xả thị lực nè. Anh em phải xả bằng tay nha. Đó, còn mấy cái con khác á thường đụng đây nó lui về, thì tại vì cái này ép ống rất là dày nha anh em, cực kỳ dày luôn. Cái này đôi khi mình đoán 12 tấn là sai á. Nó trên phải trên 15 tấn với cái chế độ ép nhồi này nha anh em. Rồi. Đây, thị lực rất là đẹp ha, điện là 100V, công suất là 240W, điện 100V ha. Cử này kia của nó là đầy đủ, là gần như là mới chát luôn nha anh em. Đó, rất là mới, rất là đẹp luôn. Bóp ống inox, ống đồng hoặc là ống thép đều ok. Đó, nguyên hộp đầy đủ phụ kiện. Rồi. Tiếp tục mã con này giá 3,8 triệu ha, nhắc lại cái giá là 3,8 triệu. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 thì mình sẽ có một cái mâm inox. Mâm này thì ngoài bãi nè, nó bị cứng một xíu ở đây, không vấn đề. Đó, thì anh em có thể đựng cái này, đựng cái kia gì đó, tùy anh em, mình cũng chưa có vệ sinh luôn. Thì anh em nào mua về anh em chịu khó vệ sinh giúp mình ha. Thì ở đây nó nặng tới là 5 kg ha. Rất là dày và cực kỳ dày luôn, giá là 700 ngàn. Đó, ví dụ như anh em làm xong anh em phơi đồ này kia, cái này thì anh em không, anh em nào bên ngành xe máy á, anh em không nên mua, tại biết sao? Cái này nó của bên ngành thực phẩm anh em, nên là khi mà anh em làm cho xe máy nó phí tiền lắm. Đó, tại vì cái mác thực phẩm nó sẽ khác với cái mác xe máy, mác công nghiệp nha anh em. Rồi, kích thước của nó sẽ là 57 nè. Đó, ngang của nó sẽ là 50 nha anh em. 49,5. 57 mình làm tròn 50, 57 nè, với 50 đi cho nó dễ nhớ. Rồi, tiếp tục ở đây cao của nó là cao 11 nha anh em. Là cái phần này sẽ là 11 nè. Đó, 11 ha. Rồi. Và rất là dày nha anh em. Dày cui à. Đó, và cái quai nó anh em thấy không? Quai nó là một cái thanh inox luôn, nó uống như vậy. Làm cực kỳ đẹp ha, nó uống qua nè, đó nó tự nó bẻ là cái thanh này nó tự nó chắc à, không có sử dụng các cái mối hàn nhiều nha anh em. Đó đây, đó thì khi mà anh em phơi đồ phơi gì đó hoặc là úp rổ chén bát ngoài trời, cái này là thiên thu luôn, vô địch thiên hạ luôn. Đó, và nhưng mà anh em lưu ý nha, cái bản chất cái trọng lượng của này là 5 kg thôi, anh em úp chén úp gì nhiều khi phải hai người rinh đó, chứ một người rinh là ông nội đâu, sụp bà chè liền. Rồi đây, 5 kg nè, giá là 700 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 6. Mã số 6 thì mình sẽ có một cái hộp mã số 7 chứ. Tiếp tục mã số 7 thì mình sẽ có một cái thùng uống ống đồng, ống sắt, ống inox và cáp điện nha anh em. Đó, mã số 7 này thì mình bán giá là 8,3 triệu ha, sử dụng bằng thị lực. Thì cái bộ này nó nặng trên 15 kg, mình không nhớ nó bao nhiêu nhưng mà nó rất là nặng. Đó, đây. Đó, thì cái tình trạng của cái hộp này là hộp bên ngoài nó hư nha anh em. Đây, cái hộp của nó bị tình trạng vậy. Đó. Đây, cái hộp này anh em thấy không? Nè, mình mô tả cho anh em là cái hộp này nó hư nha anh em. Đó, để nhiều khi đó nó hư từ ngoài bãi, nó mục từ ngoài bãi. Đó, còn đồ bên trong bình thường, chất lượng không có vấn đề gì để mà phải phàn nàn. À, anh em ha. Đó, thì mình bán mình sẽ mô tả cái đồ bên trong, còn cái chi tiết ngoại lai như cái thùng này nó bị như vậy, anh em nào khéo tay thì có thể xử lý, còn không để không cũng không ảnh hưởng tới cái chức năng sử dụng của nó nha anh em. Đó, mình mô tả rõ ràng để đôi khi một số anh em về có những cái chi tiết này anh em không có coi kỹ, anh em cứ lướt 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 xong anh em hỏi mình là
sao tại bị thì là thế này kia rồi sao không báo anh này kia, tất cả mọi thứ mình đều báo trên clip đây nè. Nó muốn xúc ra rồi nè, cái bên kia thì nguyên nha anh em đó, thì tem cục rách nè đó, Izumi. Thì cái bộ này chút nữa mình sẽ tính sẽ giới thiệu sau cho anh em, tại vì cái này bày đồ ra nó rất là vướng đó. Đây bộ này giá số 7 nè, mã số 7 nè, mình bán giá là 8.300.000. Thứ nhất là nó sẽ uống ống đồng, thứ hai là uống ống sắt, và thứ ba là uống ống inox, là những cái loại ống mà nó một ly mấy đó. Và thứ tư là cáp điện ha, những cái cáp điện mà anh em, ví dụ khi mà anh em đi thi công cáp điện á, có những cái mà anh em phải bẻ cho nó đẹp theo cái yêu cầu, hoặc là cái góc cô này kia, thì anh em không thể nào anh em dùng tay anh em giày anh em bẻ được, không thể nào đó, thì anh em phải dùng tới những cái bộ này. Đây là cái bộ thủy lực ha, nó thủy lực rồi, thì tình trạng cái thùng nó như vậy. Còn đồ bên trong chút nữa mình sẽ mô tả chi tiết sau cho anh em. Rồi tiếp tục qua mã số 8. Mã số 8 thì mình sẽ có một cái cánh khuấy dành cho thực phẩm nha anh em. Cánh khuấy dành cho thực phẩm. Cái cánh này nó nặng là 4 kg, giá mình bán là 950.000. Đây nó rất là dày, thì mình sẽ đo cái chiều dài của nó cho anh em. Chiều dài của nó sẽ là 50 nè, là nửa mét nha anh em, nửa mét. Và cái chiều dài nó là 50 nha anh em. Đó, và cái phần cái lỗ cốt này nè, để anh em kết nối với motor là khoảng tầm là lỗ cốt là 10, khoảng tầm 15 ly nha anh em. 15 cho tới 17 ly nó sẽ có một cái chốt low weight ở đây. Đó, tại vì mình không có chọt cái thước vô mà mình đo cái vành trong được anh em. Đó, và đây là những cái kết nối bằng ốc inox nè. Rất là đẹp ha. Thì cái này nó của cái máy thực phẩm, thì mình nó nằm ngoài bãi rất là lâu rồi, thì mình cũng chưa có vệ sinh anh em. Đó, chưa có vệ sinh, tại anh em biết sao, làm biến chứ không có gì đó. Rồi thì cái này anh em sẽ tăng đơ được ha, cái này thì phù hợp với những anh em nào mà làm những cái máy khuấy, mà khuấy bột hoặc là khuấy làm chả viên hoặc là chả bò anh em, thì anh em có thể sử dụng cái cánh khuấy này cho nó thẩm mỹ nha anh em, và nó sẽ không có gây ra những cái ten, những cái chất mà gây hại ha. Cái này của cái máy thực phẩm, và cái này nó rất là dày ha, đó rất là to, toàn bộ kết nối là bằng inox, thì anh em về anh em vệ sinh sơ đi. Đây, giày cui à. Rồi, thì cái này mình bán giá là 950.000 ha. Nó nặng tới là hơn 4 kg lận anh em, nhưng mà mình làm tròn. Đó, thì cái này anh em tăng đơ được ha. Thì cái khoảng tăng đơ của nó sẽ là 26 là lên tới đây. Rồi, còn cái đường kính cánh này của nó sẽ là 27 anh em. À, 27 ha. Hai cái 27 như nhau rồi. Mã số 9. Mã số 9 thì mình có một con máy chiếu. Con này hoạt động ok và hoàn hảo. Nhưng mà có một điều vấn đề ở đây là con này nó như một cái máy chiếu phim anh em, là anh em phải tối 100% anh em mới sử dụng được con này nha, chứ còn mà anh em mà kiểu mà dùng để máy chiếu phòng họp là không ok đó. Thì nếu mà anh em làm một cái phòng để xem phim thì ok đó, thì cái con này là mua về là mình để khách của mình mua về là để tính làm chiếu phòng họp, nhưng mà nó có một cái không được là phòng họp anh em chỉ tắt cái bóng đèn rồi, chứ anh em không thể nào mà chiếu tối 100% được anh em. Đó, còn khi mà vô anh em vô rạp chiếu phim anh em thấy không, người ta tắt đèn 100% đó. Đó, thì cái máy này nó là một dạng như vậy. Còn cái máy chiếu phòng họp là anh em chỉ cần tắt một bóng thôi là ok. Đây, cái này anh em chỉ dùng để xem phim. Con này của Panasonic nha anh em, của Nhật, hàng nội địa Nhật. Đó, điện con này sử dụng nè, đây là các cái cổng kết nối với máy tính. Đó, USB B nè, USB A nè, kết nối mạng hay gì nè. Đó, kết nối với máy tính hoặc là laptop hoặc là cổng HDMI nữa nè. Rồi. Đó, dây nguồn thì con này thông số kỹ thuật của nó ở đây. Mã là BTXW. Đây anh em tự dừng anh em đọc ha. Điện của nó là 100 hoặc 240V đều ok. Đó, thì con này là bản nội địa của Nhật. Ở đây là máy chiếu lên ok nha anh em. Đó, có vấn đề là mình nói rồi là ở đây nó có cái điều khiển để anh em nè. Vấn đề mình nói rồi là khi mà anh em sử dụng con máy này nó phải tối 99%. Anh em dùng để chiếu phòng họp là không được. Là tại vì sao? Khi mà không đủ tối á, cái này nó hòa với cái ánh sáng là anh em không có thấy con mè gì hết á. Rồi, thì cái con này mình bán giá 1.700.000 nha anh em. Mã số 9 là 1.700.000. Kích thước con này khá là lớn nha anh em. Con này chiều ngang của nó là 34. Sâu vào tới là 32 anh em, và chiều cao của nó là 10. Đó, con này khá lớn và rất là nặng. Rồi, tiếp tục qua mã số 10. Mã số 10 đây. Mã số 10 thì mình sẽ có một cái nồi áp suất. Nồi này nó bị hư đáy anh em.
đây nó có một cái vấn đề nhẹ ở đây đó, vẫn nấu được à. Đó đây anh em thấy nó bị bong đáy không đó, thì cái nồi này là cái nồi của Thụy Sĩ Quýt Mắc nè, con này đường kính là 18 và chất liệu thép là 18-10. Nói chung là cái này nó đốt bằng ga nên là hơi khó thấy. Quýt Mắc nè, đó Quýt Mắc là của Thụy Sĩ ha. Đó con này thử ok hết, có điều là cái phần đáy nó bị bung. Thì anh em nào mà về anh em sử dụng bếp từ rất là ok. Cái này là bên đó họ sử dụng là ga nên là cái lựa của ga nó rất là hỗn nha anh em. Đó nấu mình dùng bếp từ mình nấu ga thì hãng nó cũng kêu là nấu mò lại bếp, nhưng mà những cái nồi mà đáy nhiều lớp như vậy nè, nó gặp ga bếp củi, thứ nhất là bếp dạng sinh nhiệt như bếp ga hoặc là bếp củi nó rất là hư, nó rất là dễ hư cái phần đáy. Thì bởi vậy mình bán cái nồi mình cũng khuyên là anh em là nên là xài bếp từ. Bếp ga thì nó không có được tối ưu hóa cho những cái bếp mà 5-6 đáy như vậy. Đó còn đây là lòng bên trong ha của Thụy Sĩ dành cho thị trường Nhật nha anh em. Đó anh em sẽ mở ra như vậy. Đó cái này là của Vitarap nha anh em, Vitarap. Đó bên trong cũng đẹp ok à, không vấn đề gì. Đó đây tròn riết này kia là ok hết luôn nha anh em. Đó nồi này là của Vitarap ha. Rồi thì khi mà anh em đóng lại á, anh em kê cái dấu nó ở đây, ngay đây nè, cái dấu nó ngay tầm ngay cái này. Đây, anh em sẽ kê cái dấu nó, anh em sẽ thấy cái dấu nó ngay đây nha nè. Đó anh em sẽ kê vào như vậy. Đó, nó chỉ cần ngay cái dấu này một cái thôi. Đó, ngay đây. Đó, nó sẽ lấy cái tâm của cái nồi này, sau đó anh em sẽ quẹt. Đó tại nãy mình cầm ở trên, mình cầm nó lơ lửng nó rất là khó để vặn chặt nha anh em. Đó đây thì khi đó nó sẽ kín hết nha anh em. Con này là của Vitarap, dung tích nó khoảng tầm là 5 lít. Đó thì mình bán giá là 850.000 gần như là thanh lý. Đó thì anh em về anh em lưu ý. Cái này anh em không cần phải làm cái con mẹ gì hết. Cứ để nguyên anh em xài bếp từ cho mình. Không ảnh hưởng gì hết nha anh em. Còn anh em xài bếp ga là nó sẽ bung ra từ 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 vậy. Đó, nó chỉ bung là bung cái lớp thép nè anh em. Cái lớp thép này nó là để dẫn từ nè. Tại vì trong này là gan, nhôm và nhiều cái hợp chất ở trong cái chính giữa. Đó, nên là nhiều khi mất cái lớp này thì mình vẫn không nấu được từ. Đó rồi. Ha, mã số 10 nè, 850.000 một cái nồi áp suất của Thụy Sĩ qua sử dụng rồi và nó hư đáy nha anh em. Hư đáy ở đây. Đó, nó bốc một cái lớp đáy như vậy là do anh em nhìn thấy là biết cái lửa ga liền nó táp qua bên này. Rồi, mã số 11. Mã số 11 là một cái cặp nồi rất là tối giản của thằng Nhật. Thiết kế đơn giản cực kỳ. Đó, thì đây là cái bộ nồi này là đường kính là lớn nha anh em, là hai thằng này là giống nhau nha anh em. Hai thằng này là giống nhau và gần như là chưa xài. Đó, anh em nhìn nè. Nó sẽ thiết kế là liền, anh em sẽ có cảm giác là nó liền một khối và nó rất là tối giản. Đầu tiên là một cái chảo lựng đi. Chảo lựng này thì đây. Dung tích của nó sẽ là 3,4 và đường kính nó sẽ là 25 made in Japan. Đó, nha anh em. Thép sử dụng được là thép thực phẩm và nó sẽ nấu trên được tất cả các loại bếp, bếp từ, bếp ga, bếp gì cũng được. Đây nè, đó, anh em nhìn cảm giác đáy nó liền nhưng mà thật ra cái phần đáy này nó sẽ là 4-5 lớp khác biệt so với cái phần thành. Và nó thiết kế là gần như là nó tạo cảm giác cho anh em là liền đáy ha, là liền từ đây qua đây luôn, chứ nó không cách biệt như những cái nồi áp suất. Đó, hoặc là những cái nồi nấu từ khác. Đó anh em nhìn thấy không, thiết kế rất là tối giản. Đó, đường kính là 25A và chiều cao của nó sẽ là khoảng tầm đâu đó là 7,5. Thì dung tích của con này khi mà anh em đổ được sẽ là 3,4 lít là lên tới miệng này. 3,4 lít là nếu mà anh em chiên ngập dầu là anh em sẽ chiên được 2 lít, 1 lít rưỡi đến 2 lít dầu để anh em chiên ngập dầu ha. Rồi, tiếp tục tới là một cái nồi. À, rất là hay anh em, cái kiểu này kiểu tối giản kiểu này ít gặp của Nhật luôn á, rất là ít luôn. Rồi tiếp tục tới một cái nồi canh. Cái nồi này thì nó cũng khoảng tầm là 4 lít rưỡi cho tới 5 lít thì mình không biết nó chính xác là bao nhiêu. À 5 lít anh em. Cái nồi là chính xác luôn là 5 lít, đường kính của nó là 22. Đó nó có để thông số cho anh em nè, 5 lít ha, rất là đẹp luôn. Đó và cũng kiểu thiết kế tạo cái cảm giác mình gọi là tạo nha anh em, cái cảm giác chứ không phải là nó liền liền đáy với cái thành này. Cái phần đáy lúc nào nó cũng sẽ khác, tại vì nó còn phân bổ nhiệt này kia. Cực kỳ đẹp luôn. Ngoài thực tế đẹp hơn trên clip rất là nhiều. Tại vì anh em thấy khi mà mình quay nó sẽ bị cái ánh sáng nó chiếu bên này chiếu bên kia. Chứ ngoài đời là anh em soi gương của anh em lên đây được luôn. Đó. À, rất là đẹp nha anh em. Đây là một cặp của nó, mình sẽ không có xé lẻ. Và cái cặp này mình bán giá nó là 3,6 triệu. Một cặp tính ra nó khoảng tầm 1 triệu mấy một cái. À, 3,6 triệu. Rất là nặng nha anh em.
đó, thì khi mà anh em cầm này nó rất là thoải mái luôn, và cái góc này nó rộng đó, góc này nó rộng nó tạo ra cái cảm giác cầm cực kỳ chắc luôn ha, nhìn nó rất là tối giản và đơn giản luôn anh em. Rồi mã số 11 nè, 3,6 triệu một cái cặp nồi, nồi lớn 5 lít để nấu canh hoặc làm cái gì đó tùy anh em. Cái kia là cuộc cái chạo lựng đó, dạng một cái chạo lựng. Rồi hai cái thì giá của nó là 3,6 triệu. Rồi tiếp tục qua mã số 12. Mã số 12 thì mình sẽ có một cái ấy thông gió, cái kết nối với những cái quạt hút thổi của anh em ở trong khu vực nhà bếp ha, hoặc là những nơi mà anh em muốn hít cái khói nó đi ra ngoài đó, và nó giữ lại bụi ở bên trong và nó phân tán gió qua các cửa khác. Cái này nó sẽ thiết kế một là để treo, hai là để đặt trên trần hoặc là trên sàn gì đó tùy anh em. Và cái loại này nó bằng inox thì nó rất là dễ vệ sinh. Rồi đầu tiên mình sẽ đo cái đường ống cho anh em nha. Cái đường ống của nó sẽ là đường ống phi 100 nha anh em. Tiêu chuẩn của nó xưa giờ rồi là cái đường này sẽ là 100 để anh em kết nối với những cái ống ruột gà ha, kết nối với ống ruột gà hoặc là ống inox hoặc là ống gì đó tùy anh em. Đó, đường kính của cái này là 100. Rồi tổng chiều dài ra của nó sẽ là, tổng chiều dài của cái thùng là 77 nha anh em, là mình tính cái thùng thôi, tại vì nó còn một cái đầu vòi nữa. Cái đầu vòi này thì nó sẽ ra tới 87, thì cái đầu vòi kia nó dài tới 10. Rồi chiều cao của thằng này sẽ là cao 12 à, mình nhắc lại là cao 12 nha anh em, cao 12. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp này ra. Đó, nó của Nhật luôn nha anh em. Phần dưới này nó sẽ có các cái con ốc nè, anh em về không xài con ốc này anh em lấy máy mài anh em cắt đi, cắt đi. Đó, đây cái này nó có răng thì anh em có thể mua răng anh em bít lại, ví dụ nó răng 13, 17 gì đó. Đó, dưới này anh em có thể cắt đi nè. Còn đây là cái ống để anh em, nó sẽ xả cái lượng gió dư ra anh em. Đây là qua thằng này ha anh em ha, chứ cái này nó không có kín hoàn toàn, tại vì nó thông gió mà. Nó là của cái hệ thống cuối cùng của cái quạt hút thổi anh em. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra. Đó, bản lề này kia tất cả là inox, là của Takigen hết nha anh em, Takigen của Nhật. Thì anh em sẽ nhìn thấy những cái đường hàng này nó có màu, là tại vì do thằng Nhật nó không có xử lý, là do cái bộ phận này là cái bộ phận không quan trọng trong cái ngành thực phẩm lắm. Đó, để đến mức mà phải xử lý những cái mối hàng. Đây, mình kéo xuống cho anh em coi. Đó, những cái mối hàng anh em nhìn là thấy không, nó sẽ có màu hàng là nhìn là biết à. Đó, nhưng mà nó sẽ không có xử lý, tại vì cái bộ phận này anh em sẽ để ngoài trời là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ gá lên. Rồi bây giờ mình mở ra nè anh em. Đó, thì trong này anh em sẽ có một cái túi, để mình để cái gì mình kê nó lên cho khỏi lắc. Đó, nó sẽ có một cái túi lọc gió nè. Đó, thì cái ống này anh em sẽ kết nối với cái quạt. Đây, cái ống này, cái ống này anh em sẽ kết nối với cái quạt hút này anh em. Đó, thì khi đó cái đường này là đường hút cuối cùng, thì nó sẽ hút được ví dụ những cái bụi trong nhà bếp hoặc là những cái gì đó, thì nó sẽ chứa trong cái túi này, và cái gió nó sẽ thoát qua cái lớp này, nó đi ra ngoài đây ha. À, đây là một cái ấy. Còn khi mà mình vệ sinh rất là dễ anh em. Đó, mình vệ sinh rất là dễ. Đây, mình bật cái này ra, rồi rút cái này ra. Đó, ra cái túi này. Đó, anh em đi đổ những cái thứ nhất là bụi nè. Bụi sau đó anh em có thể giặt lại dễ dàng bình thường. À, rồi đây. Đó, anh em có thể nhìn thấy đây. À, đó, toàn bộ là bằng inox anh em. Bằng inox, anh em mở lên hai cái nắp này nó sẽ ra một cái lỗ ở dưới này. Đây, mình sẽ thảy hết vào đây cho anh em dễ hình dung ha. Đó. Cái này, cái kiền này là bằng inox luôn nha. Phi 100. Đây, mình sẽ gài vô vậy. Rồi. Đó, anh em mở cái nắp lên em sẽ thấy cái ống này. Ống này là mình sẽ kết nối đi đâu hoặc là để ngoài đó. Thì cái này nó thích hợp cho anh em làm ở nhà bếp nè anh em. Nhà bếp hoặc là những cái xưởng cưa. Đó, nó mạt. Anh em có thể để ngoài trời cũng được. Đó, tại vì nó thiết kế là inox, rất là dễ vệ sinh. Nhiều khi anh em cần anh em vệ sinh cái này cực kỳ dễ luôn. Anh em tháo đem xuống nó cũng khoảng 11 kg anh em. À đâu, hơn 11 kg, chứ không có, khoảng chính xác là hơn 11 kg ha. Đó, nãy mình để các bạn giá đây. Đó, nó có sẽ có bát treo cho anh em nè. Không xài bát treo thì anh em để lên. Đó, đây có hai cái bát treo sẵn cho anh em rồi nè. Đó, một cái bát bên này, một cái bát bên này. Đây là những cái vị trí bắt ốc giống như vậy anh em. Anh em không bắt ốc á thì anh em không bắt ốc thì anh em có thể dùng cái này anh em cắt đi. Đó, còn nguyên cái bảng của hệ thống bên nó thì mình không biết như nào, tại vì mình thấy nó nằm rồi. Và khi mà cái túi mình bỏ ra anh em, nó giống như cái hạt cà phê, nó đen đen, nó không có mùi, nhưng mà nó không có bị dơ. Đó, nó cũng không dính dầu mỡ luôn.
nó giống như nó chịu nhiệt anh em đó. Thì bây giờ 11 kg đó mình bán giá là 1.600.000 đó. Nó sẽ có một cái ống này ra nữa, ống này ra phi 17 nè. Ví dụ như anh em không xài ống này, anh em lấy mua cái bít răng 17 anh em bịt lại anh em ha. Đó, nó có một ống ra thì giống như để lấy gió đi chỗ khác hay gì mình không rành. Đó, còn cơ bản mình nghĩ ra mình bán nó làm trong cái hệ thống hút xử lý cái khói cuối cùng anh em, của những cái quạt hút á. Đó đây. Và cái này nó có nhiệt nữa nha anh em. Đó, tại vì mình thấy nó có bị biến đổi nhiệt do cái màu. Đó, một số vị trí. Đó. Rồi. Thì cái này 11 kg nè, thì mình bán giá là 1.600.000 ha. Anh em nào mà sử dụng cho ngoài trời này kia là ok luôn, không phải sợ bị cái gì luôn. Anh em thấy đi bãi đây, nó nằm ngoài bãi rất là lâu mà không có hiện tượng rỉ sét luôn nha anh em. Ta kia gen nè, đó, trên cái bảng lề này nó có hiệu luôn. Đó, bít này, chống nước này kia. Rồi, ok nha anh em. 11 kg giá 1.600.000, mã 12. Rồi, tiếp theo cái mã 13 này nha anh em. Cái mã này thì nó là nặng tới 24 kg nha anh em. Tổng của hai cái chân là sẽ nặng 24 kg, lẻ thì một cái nó nặng 12 kg, thì mình bán là 2.900.000 là cho hai cái chân này. Rồi, thì cái chân này đầu tiên mình sẽ đo cái chiều cao ha. Thì đây là inox toàn bộ, nó sẽ gá bằng máy, nó gá lên máy, thì zin nguyên bản của nó là nó gá một cái máy lên. Thì khi đó khi mà mình muốn lấy cái chân này nè anh em, mình phải cắt. Thì đó, đây nó sẽ có dấu cắt nè, một nè, hai nè và ba cái này đó. Cái cắt này là của Việt Nam mình cắt nha anh em. Đó, dấu cắt nè, dấu mài chứ không phải lấy. Còn tất cả cái này zin là theo của Nhật hết. Đây, đó, đây là 1, 2, 3 nè. Mỗi thanh nó sẽ có 3 cái này, tại vì nó đấu chung với nhau cái hệ thống anh em. Cái này thì inox này nó sẽ của cái hệ thống máy rửa chén công nghiệp của Nhật, rất là to. Đó, rất là to. Thì tháo từ trong đó ra, thì cái bộ chân quá đẹp thì mình phải chấp nhận mình cắt anh em, chứ không thể để những cái khác hơn. Đó đây, ha, nó treo lên trên cái máy rửa xe anh em. Thì cái dàn bếp bếp bơm tự động đó. Đó, để máy rửa chén thì khi mà những cái máy chạy qua cái bếp đó, nó tự động nó bơm. Đây là cái dấu ha, anh em nhìn nè. Đó, cái inox rất là đẹp và rất là sáng. Cái này chưa rửa luôn nha anh em. Anh em nào mà về muốn đẹp á, thì anh em rửa bằng Sumo. Còn đây mình chưa có thao tác gì bằng Sumo, rất là đẹp rồi. Và nó rất là dày ha, một cái nó nặng 12. Bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó cho anh em. Đó, thì anh em về anh em làm chân bồn, chân thùng phi, hoặc là chân nói chung là cái gì cũng được. Hoặc là anh em nào ở viền nước mặn anh em làm chân kê máy cũng ok. Thì mình sẽ đo cái chiều cao của nó nè. Chiều cao của nó sẽ là 23 nha anh em. Cao lên khỏi mặt đất là 23. Chiều ngang này của nó nè, chiều dài của nó là 133. Chiều dài vậy là 133 nha anh em. Đó là cái thanh này nó rất là dài. Rồi, và chiều rộng ở cái phần này của nó sẽ là 15. 15 nha anh em, 15. Đó, và nó bằng inox rất là dày, hai thanh rất là đẹp luôn. Đây mình lật lại qua, và cái này nó sử dụng cái kết cấu nè. Đó, đây là hộp, nó sẽ có một cái này kế bên nó kiềng. Và đây là cái dàn ống để nó khi mà nó dẫn những cái dây đi qua anh em. Đó, đây nó khoét cái lỗ để đi cái dàn ống đi qua. Đó, đây nè, toàn có sẽ có những cái này thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái mặt trên của anh em nha. Mặt trên là nó bằng, ở dưới này là những cái kiềng và những gắn những cái thiết bị của nó thì mình không cần quan tâm tới, tại vì này nó không ảnh hưởng. Đó, rất là cứng cáp nha anh em, nó sẽ nặng là đây. Đó, một cái như vậy nặng tới 12 kg, thì hai cái là 24 kg, thì mình bán giá nó sẽ mắc hơn ve chai phế liệu inox một xíu thôi, là 2.900.000. Đó. Đó đây, và anh em có thể tự một là kê máy kê gì anh em cũng được, hoặc là anh em có cái tấm inox nào mà nó bự anh em kê anh em làm cái sàn cũng được ha. Rất là dày dặn chắc chắn. Đó, chỉ có dấu mài ở đây là bắt buộc phải mài mới lấy được cái này về nha anh em, phải cắt ra. Đó, chứ còn nếu mà để nguyên là không thể nào mà vác về được, tại vì nó dính tới cái hệ thống máy rất là nhiều. Rồi, 2.900.000 mã số 13 nha anh em, một cặp của nó nha anh em, một cặp anh em mới kê máy được nha. Đó, ví dụ như anh em có những cái máy lớn á thì anh em đặt ngang nó quay vậy đó, nguyên cái hệ thống của nó rồi. Inox cực kỳ đẹp luôn, giá 2.900.000. Rồi, tiếp tục mình bán cái bồn inox nha nè. Bồn này thì nó đựng nước, nó làm nóng bằng cái thanh nhiệt. Đó, thì ở đây nó có thanh nhiệt của nó nè, mình chưa có tháo thanh nhiệt ra nha nè. Thì anh em nào về thì có thể bít cái chỗ này lại, tại vì răng của nó là răng 39, răng phi 49. Đó, đây là hai cái thanh nhiệt ha, và đây nó đựng nước. Cái này nói chung là mình chưa có vệ sinh. Đó, nó là cái bồn chứa nước đó. Và cái này nó cũng của hệ thống rửa chén luôn nha anh em, tại vì anh em biết sao không, nó rửa chén nó chạy bằng nước nóng và nó sẽ đốt bằng cái này, đốt bằng điện. Đó, thì cái nó sẽ truyền qua cái máy bơm. Ở đây nó có những cái lỗ có răng nha anh em, lỗ có răng thì mình sẽ bít lại được hết, toàn bộ mình sẽ bít lại được hết cho anh em 100%. Và cái này nó dày đâu đó là khoảng tầm 3 ly. Tổng khối lượng bao gồm cả nắp của nó nha anh em là nặng 103 kg. Đó,
thì giá mình có để bên dưới bằng inox toàn bộ rồi. Bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó cho anh em nhìn nè. Đó, thấy không, rất là to ha. Thì chiều cao của nó này nè, chiều cao của nó sẽ là 1 mét, cao 1 mét, ngang của nó sẽ là 74. Đây, ngang của nó là 74 ha, 74. Rồi, để mình thu vô. Rồi, 74. Cái này cũng là 74 luôn, có nghĩa là cái này vuông 74, cao 1 mét. Thì ở dưới này nó sẽ có hai cái lỗ xả đáy. Đó, thì anh em phải kê cái này cái kia lên. Và toàn bộ inox này rất là dày. Thì cái này nó sẽ gia nhiệt nha anh em. Gia nhiệt. Đó, thì anh em về có thể những cái phụ kiện mà bít, nắp bít này kia kìa, thì mình có thể mua mình bít vào đây. Anh em về có thể làm cái bồn chứa nước, hoặc là anh em là cái bồn gia nhiệt cũng được. Đây là gia nhiệt 3 pha nha anh em. Đó, nó nằm ở dưới này, tại vì cái này nó rất là nặng rồi. Ở đây nó sẽ có một cái nắp, cái nắp của nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, nắp của nó dày, nắp của nó khoảng tầm mười mấy ký. Thì mình buông cái điện thoại xuống, mình quay lên cho anh em luôn. Đó, ở kia là hai cái lỗ xả đáy nha nè. Đó, đây là những cái đường nước bơm vô nè, nước bơm vô nè. Đó, nó sẽ sử dụng cái phao điện, nhưng mà ở đây mình không có phao điện. Đó, đường cái phao điện ở bên kia, nước vào ví dụ như cạn nước, nó sẽ kết hợp, nó sẽ ngắt cái này. Đó, thì về anh em có thể tận dụng làm bồn chứa nước, hoặc là cái gì đó, hoặc là gia nhiệt nấu nước này kia. Đó, nó sẽ làm nóng nước để bơm đi để rửa chén nha nè. Đó, cái này thì nó chỉ dính phèn thôi. Còn anh em tại để lâu ngoài bãi, anh em dính của những cái khác vô, anh em rửa như mình chà sơ cho anh em nè, thấy rất là sáng ha, rất là sạch luôn anh em. Đó, thì cái inox này là nó sẽ chịu nhiệt là khi sau khi nước nóng lên, cái thành này nè nó sẽ giãn nở theo cái nhiệt, chứ nó không có bị cứng như là cái inox 36 kia. Khi inox đó nó không có luyện kim, khi mà cái này nóng lên nó sẽ bị tức, nó bị vệ nha anh em. Thì khi mà mình thử cái này nó vẫn sẽ không hít 500 nha. Đây, đó, nó sẽ không có hít 500. Còn đây nè, hít 500 nè. Đó, đó anh em thấy không, đó, hít rất là mạnh ha. Đó, rất là mạnh luôn, anh em cầm kéo cửa luôn nè. Đó, còn vô đây thì nó không có hít nha anh em. Vô đây thì vẫn không có hít nha. Đó, không có hít một tí nào luôn nha anh em, ngoại trừ những cái mối hàn này. Ở đây nó sẽ có những cái mối hàn, thì khi mà anh em để cái mối hàn vô nó sẽ hít nhẹ thôi. Đó, còn ở những cái tấm inox này là không hít luôn nha anh em. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đóng cái nắp lên cho anh em dễ hình dung. Đó, thì dưới kia nó có hai cái răng, thì nó lòi ra một khúc khoảng tầm là 5 phân, thì nó làm cho cái này nó bị chọi lên, anh em thấy không? Thì về anh em phải kê trên một cái chân. Đó, nó sẽ bị chọi lên khoảng 5 phân nha anh em. Đó, mình mô tả rất là rõ cho anh em rồi. Bây giờ mình sẽ đóng nắp mình thử cho anh em. Rồi, đây là cái nắp của nó sau khi đóng lại nè. Đó, thì khi trong một cái buồng máy của nó, anh em muốn dỡ lên thì kéo cái này lên. Cái này nó thiết kế rất là gọn nha anh em, và đặc biệt nó rất là dày. Cái này chưa vệ sinh luôn, anh em cứ rửa lên rất là sáng, rất là đẹp nha. Rồi, thì cái này 103 kg, mình giá mắc hơn, cũng bán mắc hơn phế liệu một xíu thôi. Đó, anh em xài chán, anh em không thích, anh em quăng cũng gần như là hòe tiền, chứ không có lỗ bao nhiêu nha anh em. Đó, còn cái này bán ve chai rất là ổn. Đó, đây là một cái bồn ha, bồn gia nhiệt. Anh em không thích làm bồn gia nhiệt, anh em tháo hai cục đó bít lại làm cái bồn chứa, thì đường kính của nó sẽ là vuông 70 74, và sẽ cao lên là 1 mét. Thì mình đoán nó khoảng tầm, mình đoán nha, nó khoảng tầm 500 đến 600 lít, thì anh em tự tính đi xem nó bao nhiêu. Đó, nặng hơn 100 kg, có nghĩa là 103 kg nha anh em. Rồi, ok nha anh em.